Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 20 tháng 8, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết đề án tăng cường bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế biển đảo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, Đại tá Phạm Xuân Diệu, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành và lãnh đạo các địa phương ven biển của tỉnh Thanh Hóa. Sau 5 năm thực hiện, đề án tăng cường bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế biển đảo Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 đã góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo vệ chủ quyền, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân làm ăn trên biển. Hiệu quả quản lý nhà nước về chủ quyền biển đảo được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế trên địa bàn vùng biển. Các ngành chức năng và các địa phương trên địa bàn Thanh Hóa đã thường xuyên tuyên truyền vận động ngư dân, chủ phương tiện về việc chấp hành các quy định pháp luật, nhất là các quy định về bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảm bảo an ninh trật tự, động viên ngư dân vươn khơi bám biển, không từ bỏ ngư trường, linh hoạt né tránh các hoạt động khiêu khích của Trung Quốc, kiên trì bảo vệ chủ quyền, ủng hộ chiến dịch kết nối biển Đông, góp phần định hướng dư luận, tư tưởng cho nhân dân về biển đảo Tổ quốc. Trong giai đoạn 2016-2020, các lực lượng chức năng của Thanh Hóa đã phát hiện hơn 860 lượt tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền khai thác hải sản, chủ yếu ở khu vực biển cách đảo Mê từ 35 đến 50 hải lý về hướng Đông Bắc, tổ chức tuần tra, ngăn chặn, xua đuổi và xử lý ổn định tình hình trên biển. Bên cạnh đó, các sở ngành và địa phương ven biển đã tập trung tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm quy định khai thác trên biển cũng như khuyến nghị của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam nhằm khắc phục thẻ vàng. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ đội Biên phòng, Hải quan và các lực lượng đã thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại hai cửa khẩu, cảng biển với hàng trăm lượt hành khách và hàng trăm tấn hàng hóa, không để sót lọt hành khách mang mầm bệnh vào địa bàn. Đại tá Phạm Xuân Diệu, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam khẳng định, Thanh Hóa là địa phương đi đầu trong số 28 địa phương có biển trên toàn quốc trong việc triển khai đề án tăng cường bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế biển đảo Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020. Những kết quả quan trọng mà Thanh Hóa đạt được khi triển khai đề án đã góp phần tích cực cùng với cả nước thực hiện hiệu quả chiến lược biển và hải đảo, khẳng định và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam. Những kết quả của đề án này cũng khẳng định kinh tế biển đảo của Thanh Hóa đang được phát triển đúng hướng, đời sống của ngư dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, biểu dương các sở ngành, các lực lượng chức năng và các địa phương ven biển của tỉnh đã triển khai kịp thời, đồng bộ và có hiệu quả các nội dung chương trình của đề án. Những kết quả nổi bật về an ninh trật tự vùng biển và phát triển kinh tế biển như giải quyết cơ bản tình trạng trộm cắp trên biển vốn rất nhức nhối trước khi triển khai đề án, vấn đề quản lý xuất nhập cảnh, đấu tranh ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh với các loại tội phạm trên biển, ven biển tại các khu du lịch, khu kinh tế ven biển được thực hiện bài bản, hiệu quả và hiệu lực hơn. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Đức Quyền khẳng định những kết quả trong việc thực hiện đề án trong giai đoạn 2016-2020 sẽ là cơ sở quan trọng để Ủy ban dân tỉnh xem xét, quyết định xây dựng và tiếp tục thực hiện đề án trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời yêu cầu các sở ngành, các lực lượng chức năng và các địa phương ven biển tiếp tục cập nhật, bổ sung và phân tích kỹ các lĩnh vực, địa bàn phụ trách, nhất là việc đề ra được các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra trong quá trình thực hiện đề án giai đoạn 2016-2020. Tại hội nghị, 12 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án tăng cường bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế biển đảo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 đã được Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tặng bằng khen. Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã khẳng định Thanh Hóa là tỉnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, có vai trò kết nối vùng đồng bằng sông Hồng, Tây Bắc với Bắc Trung Bộ. Xây dựng và phát triển Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc là trách nhiệm của tỉnh Thanh Hóa và cả nước nhằm hiện thực hóa lời căn dặn của Bác Hồ khi về thăm tỉnh Thanh Hóa. Xác định tầm quan trọng của mục tiêu này, Thanh Hóa đã và đang khai thác và phát huy tốt các tiềm năng lợi thế, đề ra các giải pháp cụ thể xây dựng tỉnh thực sự trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch,
của khu vực và cả nước. Thanh Hóa nằm ở cực Bắc miền Trung, là cầu nối giữa khu vực Trung Bộ với vùng kinh tế đồng bằng Bắc Bộ, điểm dừng chân trên đường hàng hải quốc tế, là cửa ngõ thông thương ra biển gần nhất của khu vực phía Tây, Tây Bắc Việt Nam và Đông Bắc Lào. Cùng với vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng kinh tế xã hội cũng được tỉnh chú trọng đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại. Trong đó, hạ tầng giao thông không ngừng được cải thiện, cả về đường bộ, đường thủy, đường hàng không, có khả năng kết nối trực tiếp với các vùng kinh tế trọng điểm trong cả nước, khu vực và quốc tế. Hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp được chú trọng đầu tư. Ngoài khu kinh tế Nghi Sơn được quy hoạch là khu kinh tế trọng điểm ven biển của cả nước, Thanh Hóa còn có 8 khu công nghiệp có thể phát triển toàn diện các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ. Với mục tiêu trở thành một trong những trung tâm lớn ở khu vực phía Bắc của Việt Nam, Thanh Hóa xác định 5 trụ cột tăng trưởng gồm công nghiệp chế biến chế tạo, du lịch, y tế, nông nghiệp và phát triển hạ tầng. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo ưu tiên phát triển các nhóm ngành trọng điểm như sản xuất xăng dầu, các sản phẩm sau lọc hóa dầu, hóa chất, sản xuất thép, công nghiệp điện tử viễn thông, cơ khí chế tạo. Tập trung phát triển du lịch biển, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa tâm linh, xây dựng hệ thống y tế phục vụ tốt nhất cho người dân trong tỉnh và trong khu vực. Tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo hướng sản xuất tập trung theo vùng, quy mô lớn, công nghệ cao, theo chuỗi giá trị. Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại, tạo sự kết nối giữa các khu vực kinh tế động lực, các hành lang kinh tế, các vùng liên huyện, đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp 4.0. Thanh Hóa đã tập trung tạo đột phá trong cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, giảm số lượng, thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Đại Dương thì đã vào đầu tư ở khu kinh tế Nghi Sơn này được trên 10 năm. Và đầu tiên là có một dự án là cảng tổng hợp quốc tế Đại Dương. Nhưng sau khi vào triển khai cái dự án ở trong khu kinh tế Nghi Sơn thì được sự hỗ trợ giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan chức năng. Chính vì vậy cho nên là công ty đã đầu tư một số các dự án, cụ thể là nhà máy sản xuất bao bì Đại Dương, nhà máy vôi công nghiệp Đại Dương và đặc biệt là công ty đang đầu tư 2 nhà máy xi măng Đại Dương với tổng số vốn đầu tư gần 6.000 tỷ đồng. Từ năm 2016 đến nay, Thanh Hóa thu hút được 1.074 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 78 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với tổng vốn đăng ký trên 114.000 tỷ đồng và hơn 3,6 tỷ đô la Mỹ. Nhiều dự án đầu tư lớn, trong đó có những dự án trọng điểm quốc gia đã hoàn thành và đưa vào vận hành như lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhiệt điện Nghi Sơn 1, thép Nghi Sơn, có tác động lan tỏa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh nói riêng, khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước nói chung, đưa Thanh Hóa từng bước trở thành một cực tăng trưởng mới của cả nước. Thanh Hóa đứng thứ 9 trên tổng số các tỉnh thành của cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài, vươn lên thành nền kinh tế lớn thứ 8 trên cả nước. Bên cạnh những tiềm năng lợi thế thì tỉnh Thanh Hóa cần phải kể đến sự quyết liệt, quyết tâm của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thay đổi tư duy từ quản lý doanh nghiệp sang hỗ trợ cho doanh nghiệp. Bộ Kế hoạch Đầu tư chúng tôi đánh giá cao quan điểm của tỉnh Thanh Hóa. Từ một tỉnh hoàn toàn phụ thuộc vào ngân sách trung ương, đến nay Thanh Hóa đã chủ động được trên 80% ngân sách. Giai đoạn 2010-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt mức bình quân hơn 10% một năm, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ và thuộc nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội ngày càng phát triển toàn diện, tạo nền tảng để trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực và cả nước về giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao. Sự phát triển nhanh và bền vững của Thanh Hóa sẽ góp phần quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của cả nước. Thanh Hóa với tư cách là một cực tăng trưởng mới đấy, thì sẽ cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo ra một cái sự cộng hưởng, tạo ra một sự tác động lan tỏa đối với các tỉnh khác ở trong khu vực. Và điều đó, nếu mà Thanh Hóa phát triển đột phá nhanh và bền vững ấy, thì Thanh Hóa sẽ trở thành một tỉnh kiểu mẫu cho tất cả các cái tỉnh khác. Với nhiều giải pháp cụ thể và các cơ chế chính sách đặc thù, cùng với việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 58 về xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, sẽ là một cú ích quan trọng để Thanh Hóa có thể hiện thực hóa mục tiêu phát triển trở thành một cực tăng trưởng, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, tạo thành một tứ giác phát triển vùng phía Bắc của Tổ quốc.
tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng quy trình thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm gộp mẫu nhằm tăng tốc độ xét nghiệm phát hiện người mắc COVID-19. Đây là phương pháp nhằm tăng nhanh chóng số lượng người cần được xét nghiệm trong khi kết quả vẫn đảm bảo độ tin cậy. Phương pháp xét nghiệm gộp mẫu là lấy một phần của mỗi mẫu để đưa vào gộp và tách chiết xét nghiệm. Phần còn lại của các mẫu được bảo quản để xét nghiệm riêng rẽ lại lần hai nếu xét nghiệm mẫu gộp dương tính. Việc gộp mẫu giúp tiết kiệm nguồn lực cho kết quả nhanh, giúp đẩy nhanh xét nghiệm sàng lọc, phát hiện sớm các ca bệnh nghi ngờ, các đối tượng tiếp xúc F1 và những người nguy cơ để hạn chế tình hình lây lan trong cộng đồng. Về mặt dịch tễ, tức là phải có quá trình phân loại các cái loại mẫu, những cái đối tượng gộp mẫu, tức là những cái trường hợp mà giám sát một số lượng lớn ở cộng đồng, hay là cái khu vực mà có cái tỷ lệ dương tính thấp thì mới thực hiện cái việc gộp mẫu này. Và cái việc gộp mẫu là không áp dụng cho các cái ca bệnh nghi ngờ, không áp dụng cho những cái trường hợp mà đã có chẩn đoán rồi hoặc là đang giai đoạn chờ xác định. Đến nay, ngành y tế tỉnh Thanh Hóa đã lấy mẫu làm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 8.553 người. Có thời điểm, trong một tuần, trung tâm xét nghiệm từ 700 đến 800 mẫu. Trên địa bàn khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, có 3 cảng biển tổng hợp và 2 cảng chuyên dụng. Mỗi ngày, các cảng biển đón từ 25 đến 30 lượt tàu thuyền đến từ nhiều nước. Do vậy, công tác phòng chống dịch COVID-19 cần đặc biệt được quan tâm. Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa có số lượng lớn các phương tiện tàu thuyền ra vào bốc xếp, vận chuyển hàng hóa. Để ngăn chặn nguy cơ dịch COVID-19, đơn vị đã thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch như kiểm tra thân nhiệt, thực hiện khai báo y tế đối với 100% cán bộ, công nhân lao động, phun khử khuẩn toàn bộ cảng, bố trí 2 khu nhà làm nơi cách ly nếu phát hiện có trường hợp ho, sốt bất thường. Công ty chúng tôi là một cái cửa ngõ cảng ra vào, đặc biệt là tàu quốc tế đến nhiều. Thì chúng tôi thường xuyên phối hợp chặt chẽ với trung tâm kiểm soát bệnh tật, biên phòng đóng tại Nghi Sơn và cảng vụ đóng tại đây. Công tác phối hợp rất là chặt chẽ và cho đến thời điểm hiện tại thì là chúng tôi chưa để xảy ra các trường hợp F1, F2 và công tác kiểm soát vấn đề COVID này cũng đang thực hiện tốt. Tại tất cả các cảng, tàu hàng chỉ được cập cảng khi các thuyền viên đã kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, không có thuyền viên có dấu hiệu nhiễm bệnh. Các đơn vị quản lý liên quan sẽ hỗ trợ tàu hàng nhập cảnh ngay trên tàu, chỉ một số thành viên lên bờ khi thực sự cần thiết. Giữa lực lượng hải quan với là biên phòng rồi cảng vụ hoa rồi là kiểm dịch thì thường xuyên là có cái phối hợp và trao đổi rồi là nắm cái tình hình tại khu vực cảng, nếu phát hiện có những trường hợp mà thuyền viên mà có dấu hiệu thì sẽ cách ly để đảm bảo cái an toàn cho cái phòng chống dịch COVID hiện tại tại Thanh Sơn. Hơn 2 tháng qua, cảng vụ hàng hải Thanh Hóa tại Nghi Sơn cũng phối hợp với lực lượng hải quan đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục ra vào cảng, thu phí lệ phí hàng hải điện tử để giảm bớt tiếp xúc, hạn chế đi lại để phòng dịch. Thời gian qua liên tiếp có các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, nhiều ca chuyển biến nặng và đã có ca tử vong khiến người dân hết sức lo lắng. Thời điểm này, mỗi người dân cần chủ động nâng cao tinh thần phòng chống dịch. Điều này càng cần thiết hơn đối với những người có sẵn yếu tố bệnh tật, người cao tuổi có sức đề kháng kém. 8 giờ sáng, ông Trương Công Thiện ở thị xã Bỉm Sơn đã có mặt tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa để kiểm tra chỉ số đường huyết định kỳ. Ông bị bệnh tiểu đường đã 12 năm. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, bản thân ông cảm thấy rất lo lắng. Tuy nhiên, sau khi được các y bác sĩ hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh, cũng như thấy được công tác phòng dịch của bệnh viện như yêu cầu rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt người bệnh, người nhà đến thăm khám, nên ông đã cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Đến đây thì được các nhân viên y tế đó là hướng dẫn rất là chú đáo, nhất là cái hệ thống loa của bệnh viện. Theo thứ tự, ai đến trước thì khám trước theo cái giấy thứ tự. Và cái tình hình dịch này thì chúng tôi đến đây là rất là yên tâm. Chúng tôi là những cái đối tượng mà nguy cơ cao, cho nên là chúng tôi cái ý thức phòng chống là rất tốt. Cái bệnh của tôi là không chữa khỏi nhưng mà nó càng ngày càng ổn định. Mỗi ngày, Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa khám và điều trị cho khoảng 500 bệnh nhân nội ngoại trú.
trong đó chủ yếu là bệnh nhân cao tuổi với nhiều loại bệnh nền khác nhau như tiểu đường, tuyến giáp, cao huyết áp, tim mạch. COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A, lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người. Mọi lứa tuổi đều có thể bị mắc COVID-19, trong đó nhóm người cao tuổi, nhất là người cao tuổi có các bệnh lý nền kèm theo, khi mắc COVID-19 sẽ khiến bệnh tiến triển nặng, điều trị kéo dài hơn với chi phí tốn kém hơn và tỷ lệ tử vong cao hơn. Vì vậy, cùng với việc khám chữa bệnh, bệnh viện cũng tăng cường tuyên truyền để các bệnh nhân hiểu rõ được nguy cơ và có biện pháp phòng chống dịch. Từ khi bệnh nhân bước vào viện, vào khoa thì đã được phân luồng, kiểm tra đo thân nhiệt và điều tra về các cái vấn đề lịch sử của bệnh nhân. Là trong quá trình khám thì bệnh nhân thường xuyên các vấn đề là bệnh nhân có thể sát trùng rửa tay 2 đến 3 lần. Khi mà đi khỏi bệnh viện thì bệnh nhân cũng đã được hướng dẫn của các cái điều dưỡng, các bác sĩ để thực hiện phòng chống cái COVID không những tại bệnh viện mà còn tại gia đình. Bảo vệ sức khỏe người cao tuổi, người bệnh nền trong dịch COVID-19 không chỉ giúp phòng tránh lây lan bệnh ở một nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, làm giảm tỷ lệ mắc và tử vong chung, mà còn góp phần trì hoãn đỉnh dịch, tránh nguy cơ quá tải cho hệ thống y tế, khiến cho dịch bệnh trở nên trầm trọng hơn. Những người mà có bệnh nền và những người cao tuổi là những người mà nguy cơ mắc COVID-19 là rất là cao. Mà khi đã mắc COVID-19 thì cái tỷ lệ là nặng mà tử vong là rất là lớn. Là những người mà họ ở trong vùng dịch hoặc người đang bị cách ly thì khi cần khám hỗ trợ thì bệnh viện chúng ta thành lập ra một cái đội để sẵn sàng đến đấy khám cấp thuốc cho họ ở tại địa phương và khi có vấn đề gì thì có thể trực tiếp gọi đến điện thoại đường dây nóng của bệnh viện để được tư vấn kịp thời. Ngành y tế cũng khuyến cáo người có sẵn tiền sử bệnh lý nền phải lưu ý kiểm soát tốt bệnh bằng thuốc, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, cần duy trì điều trị thường quy theo hướng dẫn của bác sĩ. Uống thuốc đầy đủ theo chỉ định, tự trang bị cho mình những kiến thức hiểu biết về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Hiện nay đang là mùa mưa bão, thời tiết thay đổi thất thường là điều kiện dễ phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Do vậy, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con cần làm tốt công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng, tiêu diệt mầm bệnh truyền nhiễm trong môi trường chăn nuôi. Luôn giữ cho chuồng nuôi thông thoáng, quét dọn chuồng sàn thường xuyên để tránh mầm bệnh phát sinh. Thực hiện phun tiêu độc khử trùng 2 lần mỗi tuần. Đây là các biện pháp mà ông Nguyễn Đức Vạn thường xuyên thực hiện để bảo vệ trên 3.000 con gà đẻ trứng của gia đình tại khu trang trại Bãi Đu, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa. Nhờ vậy, nhiều năm qua đàn gà của gia đình ông luôn an toàn trước dịch bệnh, tỷ lệ đẻ trứng đạt trên 90%. Thực hiện nghiêm thì ban thiếu y cũ phường rồi các ban ngành cũng đến kiểm tra là sát trùng rồi khử trùng rồi rắc vôi rồi làm các cái việc phòng bệnh cho con gia cầm thì đầy đủ. Từ đầu năm đến nay, ngoài việc cấp phát đầy đủ hóa chất cho các địa phương tiến hành vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2020, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa đã cấp phát bổ sung hơn 6.000 lít hóa chất dự phòng cho 6 huyện trọng điểm về chăn nuôi, nơi có nguy cơ cao về dịch bệnh gồm Hoa Sơn, Hoàng Hóa, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Nông Cống và Thiệu Hóa. Để phục vụ cho công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, Chi cục cũng phối hợp chặt chẽ với các địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng tại các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ tập trung, khu vực chợ buôn bán sản phẩm tươi sống, hạn chế thấp nhất nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Đầu tiên là công tác tuyên truyền vận động hộ dân để tập trung làm tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh tiêu độc khử trùng ở chuồng trại các dụng cụ và tuân thủ đầy đủ các cái quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn để tổ chức tái đàn, đặc biệt là chăn nuôi theo mô hình an toàn sinh học trong chăn nuôi. Hiện nay tình hình dịch tả lợn châu Phi, dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng trên đàn gia súc gia cầm ở các địa phương lân cận với Thanh Hóa đang diễn biến phức tạp. Đồng thời một số dịch bệnh theo mùa cũng đang có dấu hiệu phát sinh. Do vậy cùng với việc làm tốt công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con tiếp tục đẩy mạnh áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ, kịp thời cho đàn vật nuôi. Khi có dịch bệnh xảy ra, cần chủ động liên hệ với các cơ quan thú y và báo cáo chính quyền địa phương để được hướng dẫn các biện pháp phòng trừ, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Kể từ khi ra đời đến nay, mạng xã hội đã tạo ra một giai đoạn bùng nổ cả về số lượng, mức độ và tốc độ lan truyền thông tin. Tuy nhiên, khi việc quản lý và kiểm soát thông tin không theo kịp tốc độ phát triển, mạng xã hội lại đang làm dấy lên lo ngại về một làn sóng thông tin xấu độc tác động nguy hại đến con người, thậm chí là tạo điều kiện cho tội phạm phát triển ngày một khó lường. Ngày 31 tháng 7 năm 2020,
Công an huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trương Văn Hải, sinh năm 1994, trú tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào khoảng giữa tháng 6 năm 2020, Hải sử dụng mạng xã hội Facebook đăng bài trên các hội nhóm nhận bán và chuyển hàng từ Việt Nam sang Hàn Quốc với giá rẻ. Khi các nạn nhân tiến hành giao dịch, chuyển tiền đặt cọc cho Hải, đối tượng này nhanh chóng xóa tài khoản Facebook và ôm tiền biến mất. Tính đến thời điểm bị bắt, Hải đã lừa đảo chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng của nhiều nạn nhân. Tìm qua YouTube và tìm hiểu là ở trên đó có bán những cái thẻ ATM đó. Tôi sử dụng cái tài khoản đó là để chuyển tiền từ người bị hại chuyển vào tài khoản đó và tôi lấy cái tài khoản đó để chuyển vào tài khoản của mình. Không chỉ dừng lại ở thẻ ngân hàng, giờ đây các mạng xã hội còn trở thành sàn giao dịch online để các đối tượng buôn bán chất cấm, vũ khí nóng, vật liệu nổ hay công cụ hỗ trợ gây án. Theo nhận định của cơ quan công an, tình hình tội phạm trên cả nước những năm gần đây đang diễn biến hết sức phức tạp. Một phần nguyên nhân là có sự tham gia của mạng xã hội trong truyền tải thông tin giữa tội phạm và nạn nhân một cách tinh vi, khó phát hiện sớm. Khi bị phát hiện thì khó truy vết tìm thủ phạm. Thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên không gian mạng là hết sức tinh vi. Các đối tượng này thường sử dụng danh tính giả khi mà giao tiếp với người dân, đưa số chứng minh thư giả, đưa cái thông tin giả, đưa địa chỉ giả để nên gây khó khăn cho lực lượng công an trong cái việc truy theo cái dấu vết. Xét về góc độ tâm lý, nhiều chuyên gia rất lo ngại về sự tác động của những luồng thông tin xấu trên mạng xã hội đối với công chúng tiếp nhận, đặc biệt là giới trẻ. Việc tiếp cận quá dễ dàng. Chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.